khi các bạn bị mất nick TikTok, các bạn đăng nhập vào mà không đăng nhập được nữa, các bạn lo cuống lên, rồi các bạn lên YouTube, các bạn xem, các bạn vào Facebook, bạn tìm người trợ giúp cho các bạn. Thì mất nick ở đây nó có rất là nhiều trường hợp, có trường hợp thì lấy được, có trường hợp thì không thể nào mà lấy được. Nhưng mà khi các bạn nhờ người ta trợ giúp thì người ta cứ yêu cầu là các bạn chuyển tiền trước đã, chưa cần biết là các bạn bị lỗi gì. Và có rất là nhiều bạn rồi, khi các bạn chuyển tiền xong lần thứ nhất, lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba, họ chặn hết Facebook, Zalo các bạn lại, họ lặn luôn. Thì mình đã làm rất là nhiều video, mình cảnh báo các bạn rồi là các bạn đừng có nhờ vả ai cả, các bạn có thể tự các bạn lấy được, hoàn toàn thể tự lấy được. Nếu như các bạn xác thực được tài khoản thì các bạn sẽ lấy lại được, mà không thì thôi, nó chỉ có thế thôi. Và chỉ có duy nhất một cách để lấy lại nick của các bạn, đó là yêu cầu TikTok có trợ giúp. Chứ còn không có cách nào đây cả, những người ta bảo làm ở TikTok người ta sẽ lấy lại cho bạn, hoàn toàn lừa đảo hết. Vì những người làm trong TikTok, người ta điều hành TikTok còn chưa xong, làm sao để có thời gian người ta lấy nick cho các bạn được. Thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết, mình chỉ từng bước cho các bạn để các bạn làm được. Những cái bạn mà mất số điện thoại, email hay là các bạn bị lỗi xác minh hai bước, các bạn hoàn toàn có thể làm tự làm được nhé. Thì các bạn là nhớ là phải xem hết video, các bạn đừng tua, và các bạn nhớ chia sẻ video này cho nhiều bạn cũng biết. Bởi vì trong thời gian qua vẫn có rất là nhiều bạn nhắn tin vào Zalo để hỏi mình và yêu cầu mình trợ giúp. Nhưng mà mình thì vội, mình không có thời gian để trợ giúp hết cho các bạn được. Nên các bạn nhớ chia sẻ video này, coi như các bạn cũng như mình để trợ giúp cho các bạn ấy. Thì khi các bạn xóa ứng dụng đi rồi thì nó sẽ tự động năng suất tài khoản các bạn ra. Thì khi các bạn mà tải lại thì nó sẽ như thế này. Và để lấy được nick ở trên cái ứng dụng này thì chỉ có hai cách yêu cầu TikTok là trợ giúp. Thì trên cái ứng dụng này chỉ có hai cách để gửi yêu cầu TikTok là trợ giúp. Thì các bạn phải nhớ xem và các bạn đừng tua, xem thật kỹ. Vì video ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn cũng là cách mà mình lấy lại nick cho các bạn, chứ nó không có gì đặc biệt cả đâu. Các bạn xem hết, xem kỹ thì các bạn có thể hoàn toàn làm được. Thì cách thứ nhất để yêu cầu TikTok trợ giúp trên ứng dụng này là các bạn sẽ bấm vào ba gạch ngang trên cùng bên phải. Tiếp theo là sẽ chuyển các bạn sang cái trang này. Tiếp theo các bạn sẽ kéo tìm đến hàng chữ báo cáo vấn đề. Các bạn sẽ nhấn vào hàng chữ báo cáo vấn đề. Nó sẽ chuyển các bạn sang cái trang này. Tiếp theo các bạn sẽ kéo tìm đến cái hàng chữ tài khoản và hồ sơ, các bạn sẽ nhấn vào. Tiếp theo là sẽ chuyển các bạn sang trang này. Thì các bạn sẽ tìm đến phần email và số điện thoại, các bạn nhấn vào cho mình. Thì tiếp theo đến cái bước này rồi thì nếu nick của các bạn gặp phải vấn đề về email hay số điện thoại thì các bạn cứ bấm vào đấy thôi. Và tiếp theo các bạn sẽ bấm vào chữ 0. Và tiếp theo các bạn lại bấm vào cần thêm sự trợ giúp. Tiếp theo nó sẽ chuyển các bạn sang cái trang này. Thì ở đây các bạn sẽ nhập một cái văn bản yêu cầu TikTok nó hỗ trợ như thế này vào. Thì đây là cái văn bản yêu cầu TikTok hỗ trợ về lỗi xác minh hai bước. Thì mình viết bằng tiếng Việt cho các bạn dễ đọc, còn các bạn phải viết bằng tiếng Anh nhé, phải dịch sang tiếng Anh. Ở cái video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách dịch cả văn bản và dịch cả hình ảnh rồi. Thì mình sẽ để cái link video đấy dưới phần mô tả cho các bạn vào xem nhé. Thì sau khi nhập văn bản vào rồi thì các bạn phải kèm theo một cái ảnh nick của các bạn và một cái video mà các bạn quay trong lúc đăng nhập mà không thể đăng nhập được như thế này nhé. Có nghĩa là khi các bạn đăng nhập vào TikTok, các bạn quay màn hình lại toàn bộ cái bước mà quá trình các bạn đăng nhập, sau đó nó bị lỗi như thế này. Để các bạn quay ngắn gọn thế này thôi, sau đó gửi cho TikTok thì nó mới nhận ra ngay cái lỗi của các bạn được nhé. Thì ở cái bước đầu tiên gửi văn bản thì code cho TikTok nó nhận ra ngay cái lỗi của mình. Và tiếp theo thì nó sẽ yêu cầu mình xác thực tài khoản. Xác thực tài khoản có nghĩa là các bạn phải cung cấp chính xác cái thông tin tài khoản của các bạn cho TikTok. Thì cụ thể cái văn bản mình đã soạn ra đây cho các bạn rồi, các bạn cứ thế mà làm theo thôi. Chỉ cần các bạn đưa ra thông tin chính xác như thế này thì bước tiếp theo thì cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ việc đưa email và số điện thoại cho nó, yêu cầu đưa email và số điện thoại cho nó để nó liên kết cho các bạn, và các bạn đăng nhập vào thế là xong thôi. Còn cách thứ hai để các bạn có thể gửi được phản hồi cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ nhấn vào đăng ký này. Tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào đăng nhập, cái chữ đăng nhập nhỏ nhỏ ở bên dưới này các bạn nhé, màu đỏ này. Nó chuyển các bạn sang phần đăng nhập. Tiếp theo các bạn nhìn bên góc phải của điện thoại có cái hình dấu hỏi này này. Các bạn sẽ bấm vào cái hình tròn tròn có cái dấu hỏi này nhé. Các bạn sẽ nhấn vào đấy cho mình. Tiếp theo nó sẽ chuyển các bạn sang cái trang này. Thì ở bên trên các bạn không quan tâm, các bạn chỉ tìm đến cái chữ khác ở dưới cùng này, các bạn nhấn vào. Thì gửi yêu cầu TikTok hỗ trợ theo cách này sẽ dễ dàng hơn các bạn nhé. Thì sau khi nhấn vào khác rồi thì nó cũng chuyển các bạn sang cái bước như ở bên báo cáo vấn đề nhé. Nó cũng như này, các bạn sẽ nhấn vào 0 và sẽ nhấn tiếp vào cần thêm sự trợ giúp. Tiếp theo nó cũng chuyển các bạn sang cái bước như ở bên báo cáo vấn đề thôi. Thì ở đây các bạn cần nhập cái văn bản
như thế này vào để cho nó nhận ra cái lỗi ở nick của các bạn. Cái quan trọng ở đây là đến cái bước xác thực tài khoản thì các bạn phải làm chính xác 5 cái bước như mình hướng dẫn ở đây thì các bạn mới có thể lấy lại được nick nhá. Còn sai một trong 5 bước thì các bạn không thể nào mà lấy được nick đâu, nó sẽ yêu cầu các bạn là cứ phải xác thực đi, xác thực lại tài khoản nhá. Thì cái video này mình hướng dẫn rất là chi tiết rồi, các bạn chịu khó xem và làm theo nhá thì chắc chắn lấy lại tài khoản. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo của mình nhá, vì mình không ra video đều được. Và các bạn nhớ chia sẻ video rộng rãi cho nhiều bạn cùng biết nhé.